Thế nào là thận tinh bất túc? Thì thận tinh là chủ về sinh tinh, chủ về tinh. Thì khi thận tinh bất túc thì nó thể hiện là cái yếu tố thiếu và không đủ. Thì tinh là một trong những cái tam bảo của cơ thể gồm tinh khí thần, là nguyên khí là gốc. Nên do vậy khi tinh bị hư, bị thiếu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình phát triển của cơ thể. Cái thứ nhất là nó ảnh hưởng đến quá trình phát triển. Thì những những em bé mà liên quan đến vấn đề mà thận tinh bất túc thì thường sẽ là thóp lâu liền phát triển kém người gầy chân tay yếu yếu ớt thần khí không được tốt còn đối với người trưởng thành mà thận tinh bất túc thì sẽ làm cho cái quá trình dậy thì sẽ muộn tức là quá trình phát dục muộn đối với nam giới thì thường là cái tinh trùng ít và yếu và thường dẫn đến vô sinh và cái nguyên nhân vô sinh đó là ít yếu này là trọng tâm của nó là cái mật độ tinh trùng kém cái thứ hai là tinh trùng của người nam giới này là sẽ thường là tinh trùng ít còn đối với nữ giới ấy, thì thường sẽ là liên quan đến rối loạn kinh nguyệt bế kinh và thường là cái âm tinh sẽ lạnh tức là cái tử cung lạnh và quá trình phát triển thai nhi cũng sẽ kém và hay bị sảy thai ấy bị xảy thai và dẫn đến vô sinh còn đối với những người mà trưởng thành thì sẽ dẫn đến lão suy sớm như tóc bạc sớm này ù tai hay quên hay quên thì nhớ tạm thời chân tay yếu Đấy, nên do vậy cái vấn đề thận tinh bất túc này thì chúng ta phải xác định cái nguyên nhân nguyên nhân thứ nhất là có thể là do cha mẹ cha mẹ sinh ra thì thận tinh kém cái thứ hai là có thể là do chúng ta làm việc lao lực quá độ hoặc là quan hệ tình dục bừa bãi quá nhiều dẫn đến nên do vậy chúng ta cần phải chiết tiết chế để có một cái thận tinh tốt nhất nếu như mà thận tinh của chúng ta kém thì chúng ta lên đến các cơ sở y tế đặc biệt là phòng khám đông y trong phòng khám đông y thì chúng tôi sẽ bắt được thận tinh có yếu hay không thì chúng ta sẽ đánh tập trung vào bổ dưỡng cái thận tinh này lên thì cơ thể của chúng ta khỏe mạnh